Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Hãy đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ sông Gia Lăng. Theo Tuần Hoa Xã, Sở Bảo vệ nước Trùng Khánh cho biết rằng trận lụt sông Gia Khánh số 3 năm 2022 đã đi qua khu vực đô thị trung tâm của Trùng Khánh nguy hiểm và chạm di liêng sông Kikyo Hong Feng, mực nước đạt mức 183,1m trên mực nước cảnh báo 0,46m. Các dự án thủy lợi ở thượng và hạ lưu sông Gia Lăng đã làm giảm nguy cơ lũ lụt và đảm bảo an toàn cho đô thị trung tâm Trùng Khánh và các quận huyện liên quan dọc sông bằng cách ngăn chặn di chuyển và cắt đỉnh một cách khoa học. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở khu vực thượng nguồn, Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Dương Tử, Bộ Tài nguyên nước công bố thông tin cho biết trận lũ số 3 sông Gia Lăng năm 2022 hình thành trong các dòng chính của sông Phu Giang và Di Liêng. Đồng thời, mực nước của các dòng chính của sông Dương Tử cũng dâng cao, trận lũ lớn thường xuyên xảy ra ở Trùng Khánh. Trong một cuộc phỏng vấn tại thị trấn cổ Kikiku, bên sông Gia Lăng ở quận Sampipa, Trùng Khánh, phóng viên đã thấy rằng do mực nước sông Gia Lăng dâng cao, một số con đường ven sông trong thị trấn cổ đã bị ngập trong nước lũ và một số đèn đường chỉ lộ ra một nửa. Yao Yiping, người phụ trách văn phòng khẩn cấp của phố Shikiku, nói với các phóng viên rằng sau khi nhận được thông tin cảnh báo lũ lụt, tuyến phố đã chuyển 16 cơ sở kinh doanh và người dân có thể bị lũ đe dọa đến theo dõi và tuần tra. Mặc dù lũ đang hoành hành, nhưng nhờ sự phối hợp điều động của các dự án thủy lợi thượng nguồn và hạ lưu, mực nước lũ của các sông như sông Gia Lăng, sông Phu Giang và sông Dương Tử đã được hạ thấp, giảm nguy cơ lũ lụt. Sông Gan Yong, giám đốc phòng thủy văn và phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán thuộc Cục Tài nguyên nước thành phố Trùng Khánh cho biết, để ứng phó với đợt lũ lụt này, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Tài nguyên nước Trùng Khánh, Tứ Xuyên và các tỉnh khác và các thành phố đã tăng cường gửi các dự án bảo tồn nước và các hồ chứa Xiang Yiba và Xiang Luju lần lượt giảm lưu lượng xả 2.000 m khối mỗi giây và 1.000 m khối mỗi giây. Ở hồ chứa nước Lijiang River Tinku giảm lượng xả hơn 3.000 mét khối mỗi giây và trạm thủy điện Jilang River County đã thực hiện tích trữ nước khi thoát nước. Đồng thời, đập Tam Hiệp ở hạ lưu khu đô thị chính Trùng Khánh cũng mở thêm một cổng để tăng lưu lượng xả, đồng thời điều chỉnh kế hoạch điều độ theo sự thay đổi của điều kiện nước. Các công trình thủy lợi ở thượng nguồn lưu trữ lũ và hạ lưu tăng lưu lượng xả đã nhận ra đỉnh lũ của sông Phu Giang, sông Gia Lăng và sông Dương Tử giảm đỉnh và dịch chuyển đỉnh lũ giữa các lưu vực sông, giảm lũ một cách hiệu quả, kiểm soát áp lực ở khu vực đô thị trung tâm của Trùng Khánh và các quận, huyện liên quan dọc theo sông. Sông Gang Yong giới thiệu rằng thông qua phương pháp đánh chặn khoa học, dịch chuyển đỉnh và cắt đỉnh, ban đầu dự kiến rằng trạm Shikiku trên sông Jilianding sẽ có một trận lũ lụt đã vượt quá mức nước đảm bảo, nhưng mực nước đến thực tế chỉ vượt mực nước cảnh báo 0,46m. Đây là kết quả của đợt kiểm soát lũ chung giữa Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Mưa lớn ở 12 quận và huyện, Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng đầu tiên trong năm nay. Thưa quý vị khán giả, Cục Quản lý nước thành phố Trùng Khánh vào ngày hôm nay cho biết rằng từ 8 giờ ngày 8 hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, mưa lớn đã xảy ra ở 12 quận và huyện ở Trùng Khánh, trong đó có 5 quận và huyện xảy ra mưa lớn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, Trùng Khánh đã ban hành cảnh báo lũ lụt màu vàng thứ 2 trong năm nay. Theo quan trắc của trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to đến rất to cục bộ. Phía đông nam Trùng Khánh có mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn đã xảy ra ở 12 quận và hạt, bao gồm Thông Nan, Thông Liang, Daju, Rong Trang, Yong Chuan, He Chuan, Bishan, Bibe, Yube, Sabiba, Yulibong và Yungbe. Mưa lớn đã xảy ra ở một số quận. Lượng mưa lớn nhất hàng ngày xảy ra ở làng Dalin, thị trấn Kulong, quận Daju là 12,75mm. Tiềm năng của các sông vừa và nhỏ với cơ bản ổn định, không có quá trình nước lên rõ rệt.
Theo quan trắc của Cục Thủy văn Thượng sông Thương Tử, mực nước tại trạm Kutan sông Thương Tử là 168,83m vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, thấp hơn mực nước cảnh báo 11,67m, lưu lượng dòng chảy là 9.010m³ trên giây và tiềm năng nước đang tăng lên. Mực nước của trạm Yuyang Gulong là 173,52m, thấp hơn mực nước cảnh báo 19,48m và tốc độ dòng chảy là 1.750m³ mỗi giây và tiềm năng nước đang tăng lên. Dự báo từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, một số sông vừa và nhỏ ở phía Tây Trùng Khánh có thể xuất hiện lũ ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, dự kiến trạm Xiaonxi Hufeng ở quận Tong Liang, Trùng Khánh sẽ có lượng nước tăng đáng kể trong 12 giờ tới và mực nước cao nhất sẽ gần với mực nước cảnh báo 264,5m và tăng khoảng 4,7 đến 5,2m. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng, đề nghị các đơn vị liên quan dọc sông và người dân tăng cường phòng tránh nguy hiểm kịp thời. Kính thưa quý vị, vào mùa hè năm 2022, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc. Đỉnh lũ số 5 của sông Dương Tử rất dữ dội và nhiều khu vực của Trùng Khánh, một đô thị ở Tây Nam Trung Quốc bị ngập lụt. Các chuyên gia tin rằng trong khi Tam Hiệp không có khả năng cứu được Trùng Khánh, khả năng chống lũ lụt được tuyên bố của nó đã gây thất vọng trong màn trình diễn này. Năm 2022, lũ 5 sông Dương Tử và lũ số 2 sông Gia Lăng đi qua khu vực đô thị trung tâm Trùng Khánh cách đây vài ngày. Đây là đợt đỉnh lũ lớn nhất ở Trùng Khánh trong vòng 40 năm qua, đồng thời cũng là lần đầu tiên Trùng Khánh triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 1, tức là tất cả các đơn vị trực thuộc chính quyền địa phương đều dồn vào công tác chống lũ. Truyền thông trong nước Trung Quốc đưa tin hơn 260.000 người dân thành phố bị ảnh hưởng, hơn 20.000 cửa hàng bị ngập. Nhiều địa danh như Shikiku, Nabin Road, Chao Tianmen đều chìm trong nước. Không giống như tỉnh Tứ Xuyên lân cận, nơi có lượng mưa liên tục, trời nắng như thiêu đốt khi Trùng Khánh bị ngập lụt. Nên lũ lụt ập đến thành phố không phải vì lượng mưa mà vì những lý do khác. Giang Na, Giám đốc Văn phòng Dự báo nước của Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Sông Dương Tử Trung Quốc, nói với CNN Technology Daily rằng có 3 lý do chính dẫn đến thảm họa lũ lụt ở Trùng Khánh. Thứ nhất, lượng mưa liên tục ở Thượng Lưu, Trùng Khánh dẫn đến đỉnh lũ lớn. Thứ hai, các sông Mân Giang, Trường Giang, Gia Linh và Phụ Giang hội tụ ở đoạn Trùng Khánh của sông Dương Tử và sông Gia Khánh. Thứ ba, đợt đỉnh lũ cuối cùng vừa mới đi qua và mực nước vẫn chưa rút. Sau khi bước vào mùa lũ năm nay, Trùng Khánh đã thực hiện việc điều động chung theo tầng các hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử và các hồ chứa ở lưu vực sông Gia Lăng để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở Trùng Khánh. Các chuyên gia cho rằng nếu không chặn được nước từ toàn bộ thượng nguồn, lũ của dòng chính sông Dương Tử đổ vào hồ chứa Tam Hiệp sẽ vượt mức 87.500m³ mỗi giây, khiến không thể đảm bảo an toàn cho trung và hạ lưu đến sông Dương Tử. Trùng Khánh đã hy sinh bản thân vì sự an toàn của Tam Hiệp và trung và hạ lưu sông Dương Tử. Lưu lượng của đỉnh lũ số 5 Dương Tử là 76.000m³ trên giây, trong khi lưu lượng lớn nhất của đập Tam Hiệp là 10,25m³ mỗi giây. Nếu 23 cửa xả lũ của Tam Hiệp được mở hoàn toàn, về mặt lý thuyết Trùng Khánh có thể không bị ngập lụt. Tuy nhiên hiện tại Tam Hiệp mới chỉ mở được 10 cửa xả lũ và mới phát huy được chưa đến một nửa khả năng xả lũ. Tuy nhiên, đây cũng là lưu lượng xả lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp đạt 48.000m³ mỗi giây. Một phép tính đơn giản cho thấy khi đỉnh lũ lên đến Trùng Khánh sẽ đi vào 76.000m³ mỗi giây và để lại 48.000m³ mỗi giây thì tất nhiên sẽ bị ngập. Khi đỉnh lũ số 5 sông Dương Tử đi qua Trùng Khánh, mực nước đỉnh lũ tại trạm Kutan trong khu vực hồ chứa của thành phố đạt 191,62m, cao hơn mức đảm bảo 8,12m. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước của Đức, từng viết nếu mực nước của đập dâng lên 175m thì Trùng Khánh sẽ gặp nguy hiểm. Biết được nguy hiểm, Trùng Khánh đã không xả lũ. Người dân khắp thành phố Trùng Khánh đã được cảnh báo rằng nước và điện có thể bị cắt trong 5 ngày tới với hy vọng dự trữ đủ lương thực và tránh ra ngoài. Giang Boting, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc, nói với tuần báo Kinh tế Trung Quốc rằng lũ lụt ở Trùng Khánh không liên quan gì đến hồ chứa Tam Hiệp. Để giải quyết vấn đề lũ lụt ở Trùng Khánh, chúng ta phải dựa vào các hồ chứa ở Thượng Lưu Trùng Khánh để giảm đỉnh lũ. Khi Giang, nếu có một hồ chứa đủ dung tích chứa thì tình hình lũ lụt ở Trùng Khánh sẽ không bao giờ như thế này đây.
Tiến sĩ Wang Weilu nói với Deutsche Welle qua email rằng lợi ích chống lũ lụt của dự án Tam Hiệp không bao gồm việc bảo vệ Trùng Khánh, bởi vì bất kỳ đập hồ chứa nào cũng không thể bảo vệ thành phố thượng nguồn khỏi nguy cơ lũ lụt bằng cách giữ lại nước lũ hoặc giảm đỉnh lũ, nhưng thay vào đó là nâng đập. Mực nước tự nhiên tại khu vực sườn núi khiến các thành phố ở thượng nguồn bị lũ đe dọa nhiều hơn và thiên tai lũ lụt thậm chí còn nặng nề hơn. Nếu Trùng Khánh giải phóng hoàn toàn lũ lụt, tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc yêu cầu nhóm hỗ trợ ở thượng nguồn sông Dương Tử tiến hành tích trữ và điều động Trùng Khánh ở thượng nguồn và phải thực hiện nhiệm vụ chặn lũ của nhà nước. Nếu không bị ngăn chặn, các khu vực phía đông Trùng Khánh và trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ bị cuốn trôi. Lấy Vũ Hán làm ví dụ, khả năng kiểm soát lũ của Vũ Hán có thể chịu được lưu lượng khoảng 61.000 mét khối mỗi giây. Điều gì sẽ xảy ra với Vũ Hán khi một trận lũ lên tới hơn 70.000 mét khối mỗi giây đổ bộ? Vũ Hán, nơi trải qua cuộc bại khóa khốc liệt nhất trong lịch sử, sau đó sẽ bị lũ lụt rửa tội. Hơn nữa, việc đảm bảo trung và hạ lưu sông Dương Tử không chỉ là bảo vệ Vũ Hán, Cảnh Giang, Nhạc Dương, Cửu Giang và toàn bộ khu vực Hán Trung, nơi liên quan đến tính mạng và tài sản của hàng trăm triệu người. Trong năm đó, dự án Tam Hiệp được thiết kế với 5 mục tiêu: kiểm soát lũ lụt, phát hiện, vận tải biển, chuyển hướng nước từ Nam ra Bắc và phát triển khu vực. Trong số đó, kiểm soát lũ lụt là mục tiêu hàng đầu. Nếu mỗi khi mùa lũ đến, phải biểu tình bỏ Trùng Khánh hay bỏ Vũ Hán, thì người ta khó có thể không đặt câu hỏi về khả năng chống lũ của Tam Hiệp. Như Wang Weilu, một chuyên gia thủy lực đã nói, vùng thượng lưu của Tam Hiệp hy vọng có thể thoát lũ, còn hạ lưu hy vọng sẽ bị kẹt. Khi đứng ở vị trí của Tam Hiệp, nó nên làm gì? Nó có nên xả nước ra hay không? Wang Weilu chỉ rõ. Trong trận lũ lụt năm nay, cái gọi là lợi ích kiểm soát lũ lụt của dự án Tam Hiệp là đáng thất vọng và thấp hơn nhiều so với lợi ích kiểm soát lũ lụt mà các chính trị gia đã hứa với người dân Trung Quốc trước và sau quyết định của dự án Tam Hiệp. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.